Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Chủ nhật ngày 25 tháng 12 với những nội dung đáng chú ý sau. Khánh Hòa tập trung các nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Không khí Giáng sinh sôi động tại thành phố Nha Trang. Tăng cường tấn công trấn áp tội phạm dịp cuối năm, ghi nhận tại huyện Cam Lâm. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm triển khai đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Hội nghị cũng tiến hành tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai các nhiệm vụ năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Tại điểm cầu Khánh Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân, trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh chủ trì cùng đại diện các sở ngành địa phương tham dự. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, đối với đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao 225 nhiệm vụ, trong đó 59 nhiệm vụ đã hoàn thành, 166 nhiệm vụ đang triển khai. Đối với hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, đến nay 45 trên 56 nhiệm vụ được giao cho các bộ ngành địa phương đã cơ bản hoàn thành, có 11 nhiệm vụ đang triển khai. Về ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đây là một nhiệm vụ rất quan trọng giúp người dân được thụ hưởng ngay kết quả của đề án 06. Sau một năm triển khai thực hiện đề án 06, những nhiệm vụ trọng tâm của đề án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa triển khai cơ bản đảm bảo đúng tiến độ. Bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền tảng cơ bản phục vụ công tác chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, xã hội số, kinh tế số, công dân số. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khẳng định tình hình kinh tế xã hội năm 2022 đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó có sự đóng góp của chuyển đổi số, một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Thủ tướng cũng đề nghị các ngành địa phương chia sẻ những kinh nghiệm, những giải pháp cụ thể trong triển khai chuyển đổi số quốc gia. Đề án 06 xác định rõ các quan điểm, định hướng và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu, kết nối dữ liệu quốc gia. Trong năm 2023 này, phải xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia, lấy người dân là trung tâm, chủ thể, mọi chính sách phải hướng tới người dân và người dân phải tham gia vào quá trình này. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức tốt công tác điều hòa và cung ứng tiền mặt, đáp ứng nhu cầu tiền mặt cho nền kinh tế cả về giá trị và cơ cấu mệnh giá, đảm bảo an ninh, an toàn, kho quỹ, chỉ đạo hệ thống tổ chức tín dụng, tổ chức tốt các dịch vụ ngoại hối, tăng cường hoạt động đổi ngoại tệ, phục vụ nhu cầu của du khách nước ngoài, tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động mua bán ngoại tệ, vàng và thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Vì vậy, các nhà đầu tư, nhà hoạch định chính sách và mọi người đều quan tâm đến tác động từ việc Trung Quốc nới lỏng chính sách Zero Covid đối với Việt Nam. Báo cáo mới đây của VinaCapital đưa ra kỳ vọng việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ thúc đẩy tăng trưởng GDP của Việt Nam hơn 2% vào năm tới do lượng khách du lịch Trung Quốc trở lại vào nửa cuối năm 2023. Hầu hết hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc cũng như hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam là hàng hóa dùng cho sản xuất và hoặc hàng hóa trung gian khác liên quan đến sản xuất hàng điện tử và hàng may mặc. Những hàng hóa này chiếm đến 2/3 tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước. Một số công ty Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ việc Trung Quốc mở cửa trở lại, chẳng hạn như những công ty hải sản và các sản phẩm nông nghiệp khác. Nhưng xuất khẩu các sản phẩm được tiêu thụ ở Trung Quốc chỉ chiếm khoảng 5% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Du lịch nước ngoài đóng góp khoảng 10% GDP của Việt Nam trước Covid và lượng khách du lịch nước ngoài đang trên đà đạt 25% so với mức trước Covid-19 trong năm nay. Báo cáo của VinaCapital kỳ vọng lượng khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam sẽ đạt trên 50% so với mức trước Covid-19 vào năm 2023, dựa trên giả định rằng lượng khách du lịch Trung Quốc sẽ trở lại bình thường vào nửa cuối năm sau. Tuy nhiên, tốc độ phát triển gần đây ở Trung Quốc cho thấy lượng khách du lịch Trung Quốc có thể phục hồi nhanh hơn, do đó khách du lịch Trung Quốc có thể đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm tới so với dự kiến hiện tại.
Theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, Việt Nam là thị trường cung cấp xoài lớn thứ 3 cho Hàn Quốc trong 11 tháng của năm 2022, đạt 1,7 ngàn tấn, trị giá 7,4 triệu đô la Mỹ. Cụ thể, sản lượng xoài xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng 19,1% về lượng và tăng 24,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021. Giá xoài nhập khẩu bình quân từ Việt Nam đạt trên 4.230 đô la Mỹ một tấn, tăng 4,7% so với cùng kỳ 2021. Theo Cục Xuất nhập khẩu, Hàn Quốc là thị trường có dung lượng nhập khẩu trái cây tươi lớn, giá trị hơn 1,6 tỷ đô la Mỹ một năm và đang tiếp tục tăng trưởng mạnh. Trong khi đó, trái cây tươi của Việt Nam mới chiếm thị phần rất hiếm tốn tại thị trường này. Báo cáo về chỉ số Logistics thị trường mới nổi năm 2022 do Agility vừa công bố, Việt Nam đứng thứ 11 trong bảng xếp hạng top 50 quốc gia đứng đầu thị trường Logistics mới nổi, đứng thứ 4 tại khu vực Đông Nam Á. Logistics hiện là một trong những ngành tăng trưởng nhanh và ổn định nhất của Việt Nam với mức tăng trưởng trung bình 14-16% mỗi năm, đóng góp vào GDP từ 4-5%. Bên cạnh những thuận lợi, doanh nghiệp Việt Nam khi trao đổi thương mại với các nước trên thế giới hiện nay vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, trong đó phải kể đến các vấn đề như cơ sở hạ tầng hạn chế, thiếu đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng giao thông và tầng logistics như kho bãi, trung tâm logistics, doanh nghiệp logistics còn thiếu thông tin, thiếu liên kết, ứng dụng công nghệ lạc hậu. Đây là những hạn chế rất lớn khiến chi phí logistics của Việt Nam luôn ở mức rất cao, là gánh nặng cho doanh nghiệp. Đại diện Bộ Công Thương cho biết, Chính phủ và các bộ ngành đặc biệt quan tâm đến phát triển logistics, đưa Việt Nam trở thành một đầu mối logistics quan trọng trong khu vực. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký nghị quyết số 163/NQ-CP ngày 16 tháng 12 2022 về việc đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam. Đồng thời hiện nay, rất nhiều địa phương đã xây dựng kế hoạch, quy hoạch về phát triển logistics. Bộ Giao thông Vận tải cũng phê duyệt đề án phát triển đội tàu vận tải biển của Việt Nam. Theo đó, đặt mục tiêu tăng thị phần vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu qua cảng biển Việt Nam bằng đội tàu biển trong nước lên 10% vào năm 2026 và đạt 20% vào năm 2030. Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Khánh Hòa phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều bình quân hàng năm từ 1 đến 1,5% một năm. Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. Hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh thoát nghèo, xã Vạn Thành, huyện Vạn Ninh không còn là xã đặc biệt khó khăn. Để hoàn thành mục tiêu trên, các địa phương đang tập trung triển khai hiệu quả nguồn lực từ trung ương và tỉnh, hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Theo nghị quyết số 32 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Khánh Hòa được bố trí nguồn vốn hơn 466 tỷ đồng từ chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Trong đó, vốn Trung ương hỗ trợ địa phương hơn 405 tỷ đồng, ngân sách tỉnh và huyện hỗ trợ trên 60 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Cụ thể, huyện Khánh Vĩnh được hỗ trợ thực hiện 4 dự án với tổng mức đầu tư 216 tỷ đồng. Huyện Khánh Sơn triển khai 7 dự án với tổng mức đầu tư hơn 218 tỷ đồng. Xã Vạn Thành, huyện Vạn Ninh được hỗ trợ thực hiện 19 công trình với tổng mức đầu tư gần 27 tỷ đồng. Nguồn vốn từ chương trình đã hỗ trợ kịp thời cho các địa phương khắc phục những khó khăn hạn chế trong công tác giảm nghèo. Đối với địa bàn xã Vạn Thành là một địa bàn rất là khó khăn. Dân trình độ dân trí thì nói chung là bà con rất là thấp, và đầu tư các cơ sở hạ tầng của địa phương thì nói chung cũng còn gặp rất là nhiều khó khăn, nhất là về kinh phí. Thì trong năm vừa qua thì thực hiện mục tiêu giai đoạn giảm nghèo 21-25 cũng được chính phủ đầu tư một số danh mục công trình tạo điều kiện thuận lợi cho bà con sinh hoạt, nhất là đối với các cái khu vui chơi giải trí, rồi các cơ sở hạ tầng như nhà văn hóa, nhà văn hóa của thôn. Đây là một cái vấn đề mà đã tạo được điều kiện cho bà con có một cái nơi sinh hoạt ổn định. Nguồn vốn hỗ trợ đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, hạn chế tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới. Theo đó, huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh được hỗ trợ đầu tư các công trình về giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở y tế, hạ tầng điện nước, ưu tiên đầu tư các công trình có nhiều đối tượng được hưởng lợi, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Công trình dự án đầu tư phải đảm bảo tính kết nối, liên kết vùng nhằm hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa, dịch vụ liên xã, kết nối xã với huyện, huyện với các khu vực trung tâm, vùng động lực phát triển.
Mục tiêu của huyện Khánh Vĩnh phấn đấu là đến năm 2025 thì tỷ lệ giảm nghèo của huyện Khánh Vĩnh từ 39,1% ở năm 2022 đến cuối năm 2025 sẽ còn dưới 17% để huyện trở thành huyện thoát nghèo. Và như vậy, để thực hiện được mục tiêu này thì bên cạnh nguồn vốn đầu tư để triển khai, huyện đã chú trọng đầu tư những công trình mang tính chất liên kết vùng, có tác động về phát triển kinh tế xã hội. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 gồm có 7 dự án với 11 tiểu dự án thành phần, trong đó có 4 dự án là dự án hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, dự án đa dạng hóa sinh kế phát triển mô hình giảm nghèo, dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững và dự án nâng cao năng lực thực hiện, giám sát, đánh giá chương trình. Các dự án được giao cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện. Cần phải hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo từ đây đến cuối năm 2022, để từ đó xác định cái số lượng hộ nghèo và những cái chiều thiếu hụt của hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm cơ sở tham mưu đề xuất chính sách để giải quyết cái chiều thiếu hụt của cái hộ nào thiếu hụt về thu nhập, thiếu hụt về các chiều tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản thì sẽ có những giải pháp đề xuất và giải quyết giúp cho họ thoát nghèo bền vững. Dự kiến trong giai đoạn 2021-2025, tổng nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa hơn 811 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần từ các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Chương trình đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, ưu tiên hỗ trợ các hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và trẻ em phụ nữ thuộc hộ nghèo. Quá trình thực hiện cần phải huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo. Cấp ủy chính quyền các cấp xác định rõ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm hạn chế tổ chức các hoạt động do dịch COVID-19, Giáng sinh năm nay, đông đảo bà con giáo dân, người dân và du khách ở thành phố Nha Trang nói riêng và Khánh Hòa nói chung háo hức xuống đường đi lễ, vui chơi, hưởng trọn một đêm Giáng sinh an lành, vui tươi và hạnh phúc. Đặc biệt năm nay, bầu không khí se lạnh vô cùng thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, tổ chức lễ đón Giáng sinh ngoài trời. Là một người con của Chúa, hàng chục năm nay, Giáng sinh năm nào, bà Thúy cũng cùng với gia đình và bạn bè đến nhà thờ Chánh Tòa hay còn gọi là nhà thờ núi để tham gia các nghi thức lễ chào mừng Giáng sinh. Hai năm trước, do dịch COVID-19, các hoạt động Giáng sinh tổ chức hạn chế, bà không tham gia. Năm nay, trong không khí hân hoan, rộn ràng, bà cùng hàng ngàn giáo dân ở thành phố Nha Trang không khỏi xúc động khi tham gia lễ thánh ca mừng Chúa Giáng sinh. Qua mùa dịch rồi chương trình coi như là được phát triển rộng, là mọi người dân rất là đông đúc tập trung về coi xem những cái lịch sử truyền thuyết của bên Công giáo. Mọi người rất là vui vẻ mà rất là cảm động trong cái giây phút tối hôm nay. Năm nay các khách sạn, trung tâm thương mại không trang trí Noel hoành tráng như mọi năm. Do năm nay dịp Giáng sinh và Tết Nguyên Đán khá gần nhau, song đều tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu, thu hút nhiều bạn trẻ, phụ huynh và trẻ em đến vui chơi. Đặc biệt, tại các nhà thờ, giáo xứ đều được trang trí lộng lẫy với hang đá, các tiểu cảnh với đèn điện lung linh, thu hút đông đảo người dân các nơi đến tham quan, chiêm ngưỡng và chụp ảnh. Hôm nay con được ba mẹ dẫn đi chơi, con thấy rất là vui, bởi vì hồi bữa năm ngoái là dịch COVID-19, con không thể đi chơi. Nhưng hôm nay con được đi chơi, con rất là vui ạ. Con thấy đường trang trí rất là đẹp và rất là đông đúc. Này hết dịch rồi, không khí Noel mình thấy rất là nhộn nhịp. Mình là không có theo đạo, nhưng mà mình thấy không khí Noel của những người bên đạo rất là háo hức. Giáng sinh đã trở thành một ngày lễ lớn, không chỉ của bà con giáo dân, mà cũng đã dần trở thành một nét văn hóa lễ hội của người dân nói chung, bởi lễ Giáng sinh gắn liền với thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Thời điểm mà nhà nhà, người người đều mong muốn nhiều điều may mắn,
niềm vui và hạnh phúc. Xin được tiếp tục với các tin tức khác. Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định tăng thêm 32 chuyến bay, tương đương với khoảng 6.000 ghế cung ứng mỗi ngày tại sân bay Tân Sơn Nhất. Theo đó sẽ điều phối đường cất hạ cánh, đường lăn, dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tại Tân Sơn Nhất với tần suất 44 chuyến một giờ cho các khung giờ từ 6 giờ đến 23 giờ 55 và 36 chuyến một giờ từ 0 giờ đến 5 giờ 55. Quyết định này áp dụng trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 1 năm 2023 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023, tức từ ngày 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão. Việt Nam là một trong những điểm đến hàng đầu của du khách Thái Lan trong kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch. Đây là thông tin vừa được Tổng cục Du lịch Thái Lan đưa ra mới đây, trong đó khẳng định nhu cầu du lịch nước ngoài của người dân xứ sở Chùa Vàng đang tăng cao sau khi các nước mở cửa trở lại và giá trị đồng bạc cao. Tổng cục Du lịch Thái Lan cho biết các điểm đến hàng đầu của du khách Thái Lan trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch sắp tới là Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Lào. Theo cơ quan trên, thị trường du lịch nước ngoài trong tháng 12, đặc biệt là trong kỳ nghỉ năm mới, đạt mức cao nhất trong 3 năm trở lại đây. Số liệu của chính phủ Thái Lan cho biết, trong 20 ngày đầu tháng 12 này, trung bình có 29.000 lượt du khách Thái Lan thực hiện các chuyến bay ra nước ngoài mỗi ngày, tăng hơn 1.000 lượt so với các tháng 10 và 11. Ước tính trong giai đoạn cao điểm từ ngày 21 đến 31 tháng 12, sẽ có khoảng 33.400 lượt khách Thái Lan du lịch nước ngoài mỗi ngày. Hội Karate Do tỉnh Khánh Hòa sáng nay đã tổ chức kỳ thi lên đẳng năm 2022 cho các môn sinh võ sinh đang tham gia tập luyện tại các câu lạc bộ Karate Do trên địa bàn tỉnh. Tham dự kỳ thi năm nay có 72 thí sinh, trong đó 56 thí sinh thi lên huyền đài đệ nhất đẳng, 13 thí sinh thi lên nhị đẳng, còn lại sẽ thi lên tam đẳng và tứ đẳng. Các võ sinh trải qua hai phần thi gồm vô đạo, phần thi chuyên môn như kata, kumit, tameshiwari, bình khí. Đây là một trong những kỳ thi thu hút lượng môn sinh nhiều nhất từ trước đến nay, qua đó nhằm đánh giá quá trình tập luyện, tính kỷ luật cũng như thực hành về chuyên môn của các môn sinh. Kỳ thi lên đẳng được tổ chức hàng năm cũng là dịp để khẳng định trình độ và cấp bậc của từng môn sinh dưới sự đánh giá trực tiếp của hội đồng giám khảo. Thời gian qua, bộ môn Karate Do ngày càng phát triển lớn mạnh tại Khánh Hòa, đã thu hút hàng ngàn môn sinh, võ sinh tham gia tập luyện, từ đó tạo nguồn vận động viên bổ sung cho đội tuyển Karate Do của tỉnh, tham gia các giải đấu quốc gia, khu vực và quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp hoạt động của các loại tội phạm, thời gian qua các đơn vị nghiệp vụ công an các địa phương ở Khánh Hòa đã điều tra khám phá nhiều vụ án, triệt phá nhiều nhóm tội phạm nguy hiểm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở các địa bàn dân cư. Ghi nhận tại huyện Cam Lâm. Đây là hình ảnh công an xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm bắt quả tang một nhóm thanh niên đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vào đầu tháng 12 tại một khách sạn trên địa bàn, thu giữ nhiều loại ma túy. Qua đấu tranh, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cam Lâm đã bắt giữ đối tượng bán ma túy cho nhóm này sử dụng. Còn đây là đối tượng đã gây ra vụ trộm hơn 200 triệu đồng tại một cửa hàng ở xã Suối Tân. Đây là vụ trộm với thủ đoạn rất tinh vi, hầu như không để lại dấu vết. Nhưng với quyết tâm cao, sau 2 ngày triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, công an huyện Cam Lâm đã bắt được đối tượng gây án, thu giữ tang vật là hơn 200 triệu đồng. Công an huyện Cam Lâm đã xây dựng kế hoạch đề ra các cái chỉ tiêu, các cái biện pháp cụ thể để thực hiện, chỉ đạo các lực lượng công an xã tăng cường từng tuần tra kiểm soát 24/24 trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn theo từng loại đối tượng được phân công quản lý, từ đó đề ra các biện pháp cụ thể, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, kịp thời có đối sách phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả. Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của Giám đốc Công an tỉnh, trong hơn một tháng qua, các đội nghiệp vụ của Công an huyện Cam Lâm phối hợp với Công an các xã thị trấn đã điều tra làm rõ 5 vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn, phát hiện bắt giữ 2 vụ, 11 đối tượng phạm tội về ma túy. Công tác tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông được duy trì thường xuyên. Hàng đêm, lực lượng công an xã liên tục tuần tra, đảm bảo khép kín địa bàn, tích cực phòng ngừa tội phạm. Trong thời gian đến thì Công an huyện Cam Lâm thì tiếp tục triển khai nghiêm túc kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực, các hành vi vi phạm pháp luật như là buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng như là rượu bia, thuốc lá, pháo, v.v. thì phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra
vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cái cơ sở dịch vụ ăn uống, tiếp tục là tuần tra kiểm soát để mà ngăn ngừa các loại tội phạm như là trộm cắp tài sản, các cái đối tượng mà tập trung đánh nhau gây rối để cho bà con được có cái Tết được yên vui, vui vẻ, hạnh phúc. Thời điểm cuối năm, hoạt động của một số loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm xâm hại tài sản như trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thường có xu hướng gia tăng. Lực lượng công an huyện Cam Lâm, nhất là công an ở địa bàn cơ sở sẽ tăng cường tối đa các biện pháp, vừa tổ chức đấu tranh trấn áp, vừa thực hiện tốt các mặt công tác phòng ngừa, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản của nhân dân, nhất là thời điểm mà Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.